Này là thấy Dương Trần ngủ mãi ngủ hoài, thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng gớt. Là quý vị được biết đấy, hồi xưa Đức Phật thiết cho tất cả các vị đệ tử nghe, thì bây giờ trong cái hàng đệ tử đó có một cái vị đệ tử, tất nhiên là ông Ubali, cô bác anh em chứ ông đạo, ông ngủ gờ ngủ gật hả, không biết làm sao đâu. Cái này không phải là quý vị không muốn nghe, nhưng mà dường như trong cái tư tưởng của mình đó nghe, hãy mà nghe đạo nó dễ buồn ngủ. Cô bác anh em dùng đạo nên Đức Thầy mới nói qua cái câu sao, Đức Thầy mới nói nghe kệ sám đó như ru giấc mộng. Không, nghe kệ sám như ru giấc mộng. Có cái bà nọ đó, bà bữa đó bà lời bà cám ơn bác sĩ, mà ông bác sĩ này ngặt rồi thiệt chứ không có ông bác sĩ này giống ông bác sĩ này. Cô bác anh em dùng đạo, trong khi đó như là bà coi như là bị bệnh mất ngủ lâu năm rồi. Bà lời ông bác sĩ, ông hỏi bác sĩ ơi bây giờ làm sao cho tôi coi như là có cái phương pháp gì tôi ngủ. Cái bác sĩ đưa thuốc cho uống xong đàng hoàng, bác sĩ nói thôi giờ không có cách nào khác chân, bà về bà niệm Phật đi, khoảng cỡ 15 phút ngủ à. Vậy mà trong khi đó bà về coi như là bà nghe lời ông bác sĩ, nghe lời ông bác sĩ nó về bà, rồi trong khi đó như là bà cúng xong rồi bắt đầu bà niệm Phật. Niệm Phật 15 phút rồi em bà ngủ ngon lành gì đó. Bắt đầu cái mấy ngày sau bà lại bà cảm ơn bác sĩ, nếu bác sĩ ơi tôi cảm ơn bác sĩ quá, tiền bác sĩ chỉ cái thuốc này hay quá. Chỉ cái thuốc này thiệt là hay, có nghĩa là bác sĩ chỉ cho tôi niệm Phật 15 phút, tôi niệm Phật chưa tới 15 phút ngủ mất tiêu. Hay thiệt là hay, nó thật sự là gì đó quý cô quý chị mình đó nghe, ai mà không có ngủ được đó hen, là bảo đảm cho quý vị mình hen, niệm Phật hồi ngủ tốt, nó thật sự đó. Lúc bình thường mình không có chịu ngủ đâu, mà tới chừng mà coi kinh coi sách đi hen, là chút xíu ngủ liền, chút ngủ à. Rồi mình niệm Phật cũng vậy nè, lúc bình thường không chịu ngủ, mà tới chừng ngồi niệm Phật bắt đầu nó ngủ thấy thương, không? Nó ngủ là ngủ say sưa thấy thương. Tới chừng giật mình rồi không biết mình nãy giờ mình ngồi được nhiêu rồi, ngủ vậy đó cô bác anh em chứ không đợt. Nè. Vì vậy cho nên là cái ông này ổng thường khi ổng cũng ít có ngủ ban đêm, ổng thức là mau rồi à. Mà ổng nhớ mà tới chừng khi mà ổng cầm cái cuốn giảng lên rồi hen, là ổng để cái bụng liền, họ ngủ mất tiêu. Tôi nói cái ông này giảng nằm lòng nè, không ăn bằng không giảng nằm lòng luôn, tất nhiên để trên cái bộ lòng nè, ngủ luôn là giảng nằm lòng chứ còn gì nữa. Không nói chứ quý vị đó. Vì vậy cho nên đồng đạo mới nêu lên cái đoạn này là thấy Dương Trần ngủ mãi ngủ hoài, thấy thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt của bác anh em chương đạo. Mà tại sao đồng đạo này mới hỏi coi như là trong khi đó thấy Dương Trần ngủ mãi ngủ hoài, mà ngủ hồi nào của bác anh em chương đạo? Cái ngủ đây không phải là mình ngủ với thức, mà cái ngủ đó là còn mê của bác anh em chương đạo. Ngủ mà còn mê, cho nên quý vị mình được biết là mình ngủ đó nghe, là không biết bao nhiêu lần rồi chứ không phải mới đây đâu. Cho nên thời kỳ Đức Phật Thầy Tây An ra đời năm 1849 đến năm 1856, trong thời gian như vậy đó, 7 năm, mình có mặt rồi, không? Có mặt rồi mình vẫn còn ngủ, ngủ rồi, không chịu thức. Rồi khi Đức Phật Thầy Tây An tịch năm 1856 rồi, cái Đức Phật Trùm ra đời tiếp tục nữa, đến năm 1868 đến năm 1875, rồi mình cũng có mặt nữa. Có mặt ngủ nữa không chịu thức. Tôi quá anh em dừng đạo. Vì vậy cho nên Đức Bổn Sư mới tiếp nối ra đời nữa một lần nữa, năm 1890 và năm 1878 đến năm 1890, tất nhiên là 12 năm khi mình thức nữa. Ở trên nước tiểu này có gì mình có đi không, vậy đó mà cũng ngủ nữa vậy hả, ngủ chịu thức. Rồi bây giờ Đức Bổn Sư kêu gọi mình thức nữa mà mình cũng không thức, lúc đó mình cũng có mặt nữa đó, không chịu thức nha. Rồi cho tới như là ông Sư Giải Bán Khoai thì hiện ra đời tại kinh Diễn Tế trong thời gian 2 năm, năm Nhâm Dần, năm Tân Mão 1901-1902, để lại cái cuốn 11 hồi cho mình coi như là thức tỉnh. Vậy đó mà cũng không chịu thức nữa, không, cũng còn ngủ nữa. Lần lượt cho tới đây nè, xưa kia cũng lắm duyên trì cho nên trôi nổi, đến kỳ này đây nè trôi nổi hoài cho tới giờ nè. Đó. Mà giờ mình cũng không chịu thích nữa các anh em dừng đạo nè.
Vì vậy cho nên mình bây giờ đã thức rồi, giác ngộ rồi, nhờ đạo tràng đây, rồi đồng đạo tới lui đây, rồi niệm Phật đây, rồi cúng lại đây, rồi ăn chay đây, và coi như là tới lui đau lưng xây cận gì, bắt đầu mình thức được rồi đó. Thấy không? Thức rồi. Nhưng mà cái kiểu mình thức đó nghe, ai kêu thức dậy cù nhầy, thức mà còn cù nhầy chứ thức ngon, không có chịu thức gọn vậy. Ai kêu thức dậy cù nhầy, cha mẹ vẫn bỏ cho mày ngủ luôn. Biết thức, biết ngủ, lụy tuôn, thức rồi, ngủ lại là ngủ luôn bỏ mình. Mình thức rồi mà ngủ lại là lần này là tiếu chứ còn gì nữa, phải không? Cho nên Đức Thầy mới kêu gọi cho chúng ta, nếu mà có thức cái hang là trợn con mắt lên, thấy không? Giờ này có thức là phải dùng mình lên, bỏ đi ra liền, còn lăn qua lăn lại ừ nghe ẹ nghe lại ngồi ngủ nữa, thấy không? Đừng ừ ẹ. Nên Đức Thầy mới kêu gọi cho chúng ta đó là sao? Đức Thầy nói nay tăng sĩ có lời kêu gọi, dụng tinh thần chống chổi quỷ tà, đừng cho chúng đến gần ta. Thế nữa, nhân sanh còn hỡi ngà ngà giấc say, phải không? Nhân sanh còn hỡi ngà ngà giấc say, thức mà còn ngà ngà. Quý vị mình biết cái điệu mà ngà ngà đó làm sao không? Ngà ngà là đi bắt đầu nó chến choáng, coi như là nó sai qua sai lại, đó là ngà ngà đó. Quý vị mình giờ thức rồi đó nghe, có nhiều người đồng đạo cũng thức rồi, cũng ăn chay rồi, cũng tu rồi, cũng cúng lại rồi, cũng đi đám đầm tận rồi, im dữ lắm rồi, nhưng mà còn ngà ngà nha mấy cô. Thôi giờ nói ngà ngà cho quý vị mình cũng thông cảm quan hỷ cho nghe. Cái ngà ngà của mình nè, bây giờ cũng cúng lại, cũng ăn chay rồi, cũng niệm Phật rồi, đi tới đạo tràng này niệm Phật cũng được rồi. Vậy đó mà niệm Phật hồi xả ra rồi, quý vị mình biết cái ngà ngà đó làm sao không? Câu phim câu phim coi như là một tập hai tập không nói gì, coi như là theo dõi đến 25 tập, có nhiều bộ phim 70-80 tập mà coi được không? Cái này là ngà ngà chứ còn gì nữa. Rồi có nhiều khi ngồi niệm Phật đó, như mấy cô mình ngồi niệm Phật, ngồi đâu khoảng cỡ chừng nửa tiếng à, kênh mình nhức cái giò, nhức lưng, rồi nhức cái đầu, nhức đủ thứ hết trơn trời á. Vậy đó mà coi phim gần một tiếng đồng hồ chịu nổi. Coi coi chịu nổi một tiếng đồng hồ vậy mà câu xuống luôn vậy mà chịu nổi. Không biết cái đó làm sao không biết nữa. Còn mấy cái anh mà đánh cờ tướng mình đó nghe, thưa cô bác anh em với ông đạo, kêu ngồi niệm Phật ngồi nổi, vậy mà ngồi đánh cờ, cái nó đánh cờ suốt luôn, coi như là gần một tiếng hồ mà đánh nổi. Tôi nói mà mấy cái ông mà đánh cờ kiểu này đấy hen, mà niệm Phật cái hen, mà nhất tâm cái kiểu giống như đánh cờ đấy hen, là mau thành Phật chứ lắm. Cho đến ở bên ngoài coi như là vợ kêu mà không nghe, không nhúc nhích gì chân trọng. Có cái ông này gần tôi không biết, trong khi đó coi như là ông mê bằng cỡ nào cô bác anh em với ông đạo, tới chừng mà ông buông đánh cờ ra gầu để hen, là coi như là ông tiểu trong quần luôn, cô bác anh em với ông đạo. Ông mê đến đổ lộn nín đến chịu hết nổi, không phải chơi đâu. Còn cái chị đó là ngang cửa nhà của tôi đấy hen, là cái chị Ba Thạnh, cô bác anh em với đồng đạo, bả mê đánh bài. Mà tới chừng sau cái đó đánh bài rồi cuối cùng đầu để hen, mà đến đánh bài tiến lên mà cô bác mình biết đó hen, bả đánh coi như là suốt luôn cô bác, không bao giờ coi như là ngưng được à. Cho nên bắt đầu có tới cái chỗ bắt đầu bả đưa lên, mới nói đôi, bắt đầu bả đứng gì, bắt đầu trợn mắt kia, bắt đầu cái thiện ngã luôn. Mấy người kia tưởng đâu bả đôi rồi, bắt đầu bả quên xuống bả ăn, ai về bả đôi rồi một cái coi như là bả nín thở luôn, chết tại chỗ bàn cờ luôn, tới chỗ kêu là mà chỗ đánh bài luôn. Còn cái ông ở gần tôi trên đó, ông đậu bắt đầu cũng đánh cờ nữa, đánh cờ bắt đầu ông cầm cái con pháo nha, bắt đầu ông sửa sẵn ông chiếu tướng chiếu, bắt đầu nó cái tên để gì hoài, rồi bắt đầu hầu bắt đầu ngã ngang cái quẹo luôn, gì có bác anh em trong đạo chết luôn. Cái bà này đánh bài tiến lên phải đôi, còn cái ông kia đánh cờ chiếu đôi chiếu liệm luôn chứ còn gì nữa. Thì bây giờ đau chiếu liệm luôn chứ còn gì nữa, bây giờ chết rồi phải có đau chiếu chứ sao, phải không? Thưa cô bác anh em dừng đợi, còn có cái ông này ở gần tôi là ông Ngọc Anh, ổng cũng chết nha, nhưng mà ổng chết cái kiểu này ngon hơn mấy cái ông này. Ổng đang sướng ngon khỏe giống như ông này nè, ông này không phải như ông kia nha. Bây giờ ổng đang sướng ngon á, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần, Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy, nay chúng con thành tâm cầu nguyện. Cái ông làm thinh,
ông làm thinh, mấy ông kia ông tưởng đâu ông này quên, đứng quèo quèo nhắc. Ai về ông làm thinh bắt đầu tới ông hồi ông quèo ngang gì cái ông đi luôn. Là ông Ngọc Anh ở trên dòng cống á, ông quẹo ngang rồi bắt đầu sẵn cái chỗ đám đồng từng đông vậy bắt đầu quay qua Nam Mô Tây Phương tiếp dẫn cho ông luôn. Tiếp dẫn cho ông luôn ngay trong cái chỗ là ông cầu nguyện của bác anh em dân đạo. Như vậy quý vị mình so lại hai cái chết, thấy không? Cái chết của cái ông ma, của cái ông Chiếu và của cái bà Đông, thấy không? Và cái ông mà niệm Phật nào. Bây giờ quý vị mình so sánh lại cái chết nào ngon nè. Chết nào ngon? Chết niệm Phật ngon phải không? Thì bây giờ mình chết làm sao niệm Phật ngon gì mà chết nó mới được phải không? À vì vậy cho nên ai cũng phải chết là nên hiểu. Nhưng chết rồi hồn liệu ra sao? Chết khôn là chết cõi Phật vào, còn chết giải hay chết đầu thai khổ. Vậy giờ bây giờ chúng ta hỏi cùng với quý vị, chết khôn hay chết giải? Ai chết giải đưa tay lên. Ủa không ai đưa tay lên. Vậy là chết khôn của trên đậu rồi, không ai chịu chết giải nữa các anh chúng đã. Vậy thì bây giờ ai chết khôn tất nhiên là người đó biết niệm Phật. Ai biết chết khôn tất nhiên là biết ăn chay, biết tu của bác anh em trong đạo. Đó là chết khôn. Còn những người nào mà thành phần mà không có chịu tu đó nghe, là sau này chết dại hết ha? Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta cần phải biết được coi như là cái chỗ đó, để mà chúng ta ráng là tu cho kịp lúc, để mà tử thần đến bất tử làm sao. Vì làm sao tu cho kịp cô bác anh em chứ đồng đạo phải không? À, vì vậy cho nên các anh hay quen ở gần tu tới cô bác anh em chứ đồng đạo mình được biết đó hen. Ổng coi như là hàng ngày hái bông sen để mà dưng bông cúng vậy nè. Bữa nọ coi như là ổng đang chạy lên trên con đường dầm cống vậy đó, mà không biết làm sao mà ổng đang chạy như vậy đó hen. Tự nhiên bắt đầu ổng dừng chiếc xe lại, ổng chổi cái chân xuống đâu đó đàng hoàng. Vậy bắt đầu tự nhiên ổng gục vô cái chiếc xe đó, bắt đầu ổng chết luôn. Rồi bây giờ trong khi đó người ta ở xóm riêng ta tưởng, ta tưởng sao, ta tưởng là ổng như ông này mẫn vỗ gục vô chiếc xe đó mà ổng làm thinh hoài ta. Lại coi nghe là vỗ vỗ ổng là ổng chết rồi. Quý vị mình thấy không? Cái chết đó là không có hẹn chờ mình coi như là ngày nào hết cô bác anh em dần đầu. Cái chết vốn là nơi kết liễu khách trần gian, chung chịu như nhau, sanh ra thì có tử theo sau, không có một người nào tránh khỏi. Sanh tử bởi nơi tiền nghiệp gọi, người còn dai còn phải trả đền, giống đã gieo người dẫu có quên đúng ngày tháng, tự nhiên nó đến. Nghiệp lực rất mạnh vô bờ bến, ngàn muôn năm cũng chẳng mất đâu. Giống nghiệp càng châm gốc rễ sâu, càng nảy nở dài lâu khó nhổ. Cho nên bây giờ chúng ta coi như là biết được như vậy, phải sớm lo của bác anh em dần đạo cho mà nó kịp lúc, chứ còn bằng không nữa tất nhiên là trễ qua cái thời kỳ rồi. Trong khi đó làm sao mà chúng ta chịu tu của bác anh em dân đạo ha. Vì vậy cho nên bây giờ đó, chúng tôi cùng với quý vị đang đồng hành, đang đồng hành trên cái con đường hành đạo, thì bây giờ chúng ta cũng phải chuẩn bị. Có cái bà này của bác anh em chứ đồng đạo, cái bà này bà bị coi như là bị ung thư nha. Ung thư coi như là ở nơi coi như là buồng trứng của cái người phụ nữ của bác anh em chứ đồng đạo. Cho nên đi lên trên cái bệnh viện Chợ Rẫy chỉnh khám. Bệnh viện Chợ Rẫy khám sau khi đó mới đưa hồ sơ bệnh án, đưa hồ sơ bệnh án cho bà xong rồi đó hen. Bà về tất nhiên là bà miệng bà cười hoài. Cái chị bạn kế bên đó chị mới hỏi nó, ủa sao cái hồ sơ bệnh án của chị làm sao đâu mà bây giờ chị lại coi như là cười cười hoài, chị không lo chân trậu đâu, chị đưa cho tôi coi coi có làm sao. Cái bà chị bắt đầu mới đưa cho cái cô bạn coi, bắt đầu bà đọc từ trên tới dưới, nên là cái bệnh nhân này không có thể sống nổi, về nhà có gì ăn nấy đi, cố gắng lo đi. Rồi sau khi đó 3 tháng đó hen là cái bệnh nhân này phải chết. Tràn đất ơi, bà bạn đó hen, bà nói tràn đất, bà không biết chữ, bộ bà không biết chữ sao bà coi như là bác sĩ cho biết 3 tháng nữa bà chết mà bà cười cười hoài hả? Bà nói chính vì tôi biết 3 tháng nữa tôi chết cho nên tôi mới cười gì nè. Chứ thật sự ra nếu mà tôi không biết 3 tháng nữa đó hen mà tôi chết tôi đâu có cười. Cái bà cái ba một cái chị bạn bên nói, ơi bà khùng gì thế, khùng dữ hả, bà 3 tháng nữa bà chết rồi bà tại sao bà cười nữa. Cái bà trả lời sao cô ấy biết không, bà trả lời bà nói tôi năm nay 65 tuổi, tôi ở tù 65 năm rồi, cái án chung thân của tôi, cái án này quá sức luôn rồi, 65 năm ở tù rồi còn gì nữa mà ham không. Rồi bây giờ bác sĩ cho tôi biết còn 3 tháng nữa coi như là được giải án, được thoát tù, hẳn lẽ gì tôi không mừng. Quý vị mình mừng không? Còn 3 tháng nữa coi như là hết hạn rồi, hết hạn tù rồi, rồi bây giờ còn nhiều nữa không mừng. Cho nên bà biết được 3 tháng nữa bà chết đó bà mừng. Còn mình cô bác anh em dân đạo, mình mà nghe báo còn 3 tháng 4 tháng nữa đó hen mà bác sĩ cho mình chết rồi, nó làm ơn bác sĩ ơi, làm ơn cho tôi xin gia hạn thêm 5 nữa 2 năm nữa gì cũng được, tôi lo hết tiền hết bạc gì cũng được, nó tiền bao nhiêu cũng được, xin gia hạn
mình bây giờ hay có chỗ gia hạn hoài, cô bác anh em dân đạo xin gia hạn không? Gia hạn cho nên mình có nhiều khi mình ăn chay trong thời gian rồi đó quý vị, mình được biết đấy nghe. Nghe bác sĩ bắt hù một cái rồi đó hen, ăn chay nghe. Ăn chay là yếu ớt nghe, không có chất canxi, không có chất kẽm, không có chất đạm nghe, cái chất dâu này kia là không có nghe, về ăn mặn nghe. Không ăn mặn là chết nghe, thôi về về ăn chay đi, chừng nào mà hết bệnh rồi ăn ha, ăn mặn đi hen. Ăn chay mà ăn mặn đi, chừng nào hết phải ăn chay lại. Nghe bác sĩ nó hù vô đâu có sợ, cô bác ở đây chừng đạm. Sợ gì bắt đầu cái ăn mặn trở lại. Ở gần tôi này có cái ông Út kìa. Cái ông Út ở gần tôi đó hen, tất nhiên là ông Út ở bên nước chảy, cô bác anh em chừng đầu. Cho nên ông ăn chay gần 30 năm như vậy đó. Mà khi lên bệnh viện Chợ Rẫy rồi hen, bác sĩ cũng nói kiểu đó đó. Ông về ông ăn mặn đi, không ăn mặn là không ai cứu ông nọ nghe. Ông về ông ăn mặn rồi trong thời gian có 7 bữa thôi cô bác anh em chồng đạo, bệnh ông không những chẳng lành, ít hôm sau đó cái bệnh tình nặng hơn. Kế ông thấy tâm thần tán loạn, có nghĩa là bây giờ ông không còn biết gì trân trọng. Cô bác anh em chồng đạo, sau đó bắt đầu ông chết. Như vậy coi như là cuối cùng rồi chở đũa, những tưởng rằng coi như là mình còn sống, ai về đâu chở đũa còn mau chết hơn nữa chứ còn ít gì đâu phải không? Cho nên mình bây giờ nếu như ai đã ăn chay rồi thì bây giờ chúng ta cần phải lập trường, lập trường không chở đũa, dù thiên lôi cầm búa chém chết cũng không nao, huống hồ ai viên dụ chở đũa để mà chi sống dài có ích gì, sống gây thêm tội ác, thà chết chọn từ bi của bác anh em dân đạo, thà chết chọn từ bi không, chứ có chở đũa ăn chi rồi cũng chết không. Hồi đó có cái ông sư thiện này ở trong đường giải thoát, ông lo tu luyện hàng ngày, cho nên một hôm thời tiết đổi thay ông liền phát bệnh mấy ngày nằm luôn. Cái ông thấy tâm thần tán loạn, niệm Di Đà cũng không nhớ rành, hôn mê đến lúc bỏ mình đầu thai trở lại gia đình hàng heo liền, cô bác anh em chồng đạo. Cho nên lúc mà ông trở bệnh đầu bắt đầu cái ông trong khi đó là một người lối xóm đằng na làm thanh nén trở về nhà trước đi. Liền hôm ấy thường khi vắng khách nghỉ đem một sách đồ ăn, nào là chả gỏi gà măng, nào là thịt nướng cả chân được nồng thèm không mấy cô. Chả gỏi gà măng, thịt nướng cá chân nực nồng, khiến ông bất thêm lòng thèm khát, đồng thời người ấy đốt thêm lên rằng là trong lúc ban đêm không ai hay biết, chớ hiềm nghệ chi sư có dịp, có dịp ăn đi, ăn đi chắc mạnh, bằng không thì bệnh chẳng lành đâu. Sư còn ngần ngại hồi lâu sau rồi ông lại gật đầu liền ăn. Chai lạc mấy mươi năm gìn giữ chỉ một cơn, thất thử tăng tành, bệnh ông không những chẳng lành, đến hôm sau đó bệnh tình nặng hơn. Cái ông thấy tâm thần tán loạn, niệm Di Đà cũng không nhớ rành, hồn mơ đến lúc bỏ mình đầu thai trở lại gia đình hàng heo. Quý vị mình thấy nguy hiểm không? Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta coi như là phải làm sao cho có một cái chương trình lập trường cho nó vững, cô bác anh em dân đạo. Đó là thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài, ngủ mãi ngủ hoài. Cho nên bây giờ là chúng ta được biết, bây giờ chúng ta cũng phải thức, cô bác anh em dân đạo. Cho nên Đức Thầy mới kêu gọi chúng ta đó là sao? Dương gian mau tỉnh trong chàng mộng, tầm kiếm nơi nào đạo siêu cao. Cô bác anh em trong đạo là chúng ta phải tỉnh trong cái giấc mộng tràng này mới được nghe. Còn nếu mà chúng ta cứ mê hoài, cô bác anh em trong đạo mê đâu thì sanh đó không xê, lưng hồi bởi tại mê mà có. Điều ấy chúng sanh nên nhớ rõ, quấn gốc mê cho nó hết sanh, đất không còn bị nghiệp hoành hành, chừng đó mới trở thành tự tại. Làm lạc biết hoài đầu trở lại, cố đi dầu xa mấy cũng gần, đem phàm thân đổi lấy Phật thân, dạng sự ở tinh thần cương quyết. Lo liệu trước khi đời tận diệt, gần lâm chung hối tiếc đã tròn, việc đáng thôi phải nhất quyết thôi, vậy mới trở thành người siêu thoát. Như vậy mới được, cô bác anh em chứ không đâu. Đó, vì vậy cho nên chúng tôi muốn bàn cùng với quý vị trên tinh thần á, là chúng ta nó muốn tu đó hen, là phải tu ngay, chớ đừng hẹn mốt hẹn mai là không rồi, của bác anh em chứ không đâu. Còn hẹn cái gì nữa mà hẹn, chớ đợi tuổi già mới niệm Phật, mồ quan tuổi trẻ thấy trong người. Cho nên anh Lâm ở gần tôi, cô bác anh em chứ không đâu, tôi rủ anh đi đi đám dỗ, cháu nó bây giờ mắc hết tóc rồi sao đi. Tôi nói bây giờ anh không đi đó nghe, là mai mốt với là tôi không có rủ anh nữa đâu, mà không biết cái thần khẩu khiến sắc phàm sao, cô bác anh em chồng đạo. Cho nên thiệt, cái bữa nọ tôi đi đám dỗ nhà trong của anh ba ơi, quay trở lại về rồi nó chở bệnh viện qua Sa Đéc rồi. Khi chở qua bệnh viện Sa Đéc rồi là báo về, bắt đầu ở bệnh viện cho biết là chết rồi, thấy không? Nó lây quay nó rất là mau như vậy đó, chứ còn hẹn gì nữa. Cho nên có lần nọ tôi rủ ông bạn gần tôi nha, tôi nói thôi giờ bữa nay tôi đi đám giỗ, ông đi với tôi đi ha, tôi cũng hay đi đám đi tiệc, ông đi với tôi đi. Ông nói không chú ơi, bây giờ tôi mắc coi như là ba cái lúa tôi chưa có dê, chừng mà tôi làm xong rồi tôi hãy đi với chú. Cô bác anh em chung đạo, tôi nói ha, tôi rủ ông không đi ha, mà tới chừng mà cái người mặt lạ lại rủ ông cái ông đi giờ. Tôi nói thôi ơi dế vô ông, ông rủ tôi còn ông đi, mặt lạ nào mà lại rủ tôi đi. Tôi nói vậy đó, mà mấy người mặt lạ lên rủ ông đi à, ông không mặt lạ mặt nào,
tôi nói ông nghe đây nè, cái mặt lạ lại rủ ông nè nghe không? Bây giờ chốn âm ti ngu đầu mã diện, cái ngu đầu mã diện có phải mặt lạ không? Có phải không? Không, nó mặt lạ quá luôn rồi nó rủ đi. Cho nên bây giờ nếu mà giờ đồng đạo mà rủ đi niệm Phật, là rủ đi đám dỗ, là rủ đi từ thiện mà mình không chịu đi, mình từ chối nha, là coi chừng, coi chừng bữa nào mặt lạ nó lại nó rủ cô bác anh em chứ đồng đạo. Nó rủ rồi tất nhiên là mình phải đi phải không? Cho nên Đức Thầy mới nói sao? Đức Thầy cho chúng ta biết đó là khuyên niệm Phật. Sao nữa? Than rằng chưa rảnh. Biết mà khuyên mình niệm Phật mình nó không rảnh, không rảnh đâu à. Nhưng mà lúc bắt hồn đó mất việc cũng đi không? Lúc bắt hồn rồi mất việc gì cũng phải đi chứ, làm sao mà mình không đi được phải không? Cho nên bây giờ nếu như chúng ta còn rảnh giờ nào niệm Phật giờ nấy, rảnh giờ nào chúng ta tu giờ nấy, rảnh giờ nào chúng ta làm thuốc giờ nấy, rảnh giờ nào chúng ta đi làm đạo giờ nấy, của bác anh em chứ đồng đạo. Đến gì? Công ráng bòn đức lành ráng mót, tâm rèn luôn hạnh chuốc trao luôn, công đức là tăng, tâm hạnh là nguồn, lấy đó nói liền luôn với Phật, của bác anh em chứ đồng đạo. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta cần phải cố gắng hàng ngày, cố gắng hàng ngày. Bây giờ xin miễn cùng với quý vị đó nghe, là trong khi đó là có 6 điều nha, 6 điều thôi cô bác anh em chân đạo. Bây giờ ai mà làm được 6 điều này là vô độc đắc. Người mà vô độc đắc rồi thì sao? Cất được nhà tường không? Mua được xe làm giàu liền. Quý cô chị mình có đánh số không? Con của bác anh nhân đạo một số kiến thiết á hả, có không? Có không? Thôi giờ có cũng được mà không có cũng được. Như vậy thì bây giờ coi như là cái số kiến thiết quy định của cái nhà sổ số kiến thiết là ai mà vô được 6 con là vô độc đắc, phải không mấy con? Vô độc đắc. Mà nếu như mà bây giờ nếu mà vô là trong lô 6 con đó mà vô chỉ có 2 con đó thì sao? An ủi hay gì đó phải không? Tôi không có biết đến số, nhưng mà nghe người ta nói vậy thôi phải không? À. Dạ vậy đây thôi, bây giờ 100 ngàn đi. Bây giờ nè, ở nơi đây là trong cuốn giáo lý của Đức Thầy đưa cho chúng ta 6 con vô độc đắc. 6 con vô độc đắc. Bây giờ quý vị mình rà lại coi mình coi như là 6 con đó mình vô được con nào chưa nha. Đặng mình vô độc đắc mới được. Bây giờ cái con thứ nhất cúng lại. Quý vị mình có vô chưa, gà lại có cúng lại đủ chưa? Có mấy con? Có phải không? Ai có đưa ra lên coi, vỗ vô đàn vỗ tay đi. Ông nào mà không vỗ tay là ông đó chưa vô con số 1. Là một con tất nhiên là cúng lại, thấy không? Là vô được một con. Chuẩn bị mình gà lại coi mình mua số mình phải gà cho nó trúng. À, bây giờ vô được một con là cúng lại, bây giờ con thứ hai ăn chay. Có chưa? Gà đây coi. Đó bây giờ ai vỗ tay tôi thấy người đó là vô đó, còn không vỗ tay là không có vô. Không. Nếu mà vô được hai con gì ăn ủi rồi. Phải không? Phải không con? Như vậy thì bây giờ ai cúng lại là vô được một con. Ai ăn chay là vô được một con. Rồi bây giờ con thứ ba. Niệm Phật. Vô chưa? Vô luôn, cái này vô thiệt rồi đó. Không, cấp này là vô thiệt, con thứ ba này vô rồi. Không, con thứ ba này là niệm Phật là vô rồi, còn gì nữa không? Con thứ tư giữ 8 điều răn cấm. Chà, cấp này vô êm rồi đó. Vậy là vô luôn. Không, giữ 8 điều răn cấm, cô bác anh em với đồng đạo. Rồi con thứ năm làm phước. Vô chưa? Rồi về ít nhiều cũng có phải không cô bác anh em với đồng đạo. Còn con thứ năm này khó nghe. Con thứ năm mới vô độc đắc nha. Ủa con thứ sáu mới vô độc đắc nha. Cô bác anh em dùng thật. Ừ, con thứ năm là mới ăn ngủi à. Ừ, bây giờ mới vô con coi như là thứ sáu, coi như là mới vô độc đắc của bác anh em với đồng đạo. Cúng lại, ăn chay, niệm Phật, làm lành, giữ giới, năm con, đúng không? Năm con rồi là mới có ăn ủi của bác anh em với đồng đạo. Ăn ngủ chưa cất được nhà tôi, phải không? Bây giờ đến con thứ sáu nghe, là cái con này là vô được nghe, là mới vô độc đắc. Con gì? Cái con này là cái con nhẫn nhục. Không, nãy giờ ăn chay có, cúng lại có, niệm Phật có, làm lành có, mà nhẫn không nổi mấy con. Nhẫn không nổi,
nghĩa là cái chuyện nó đến với mình rồi mới niệm Phật vậy đó, mà tới chuyện rồi bắt đầu mà cũng khởi như là cự cái mới được quá anh em trong đạo. À vì vậy cho nên Đức Phật thầy Tây An mới bảo cho chúng ta đó là điều thứ năm: quyết không hờn giận, ghét ganh chi cho bận lòng mình. Con xem giảng Quyển Thiên Kinh, hiền nhân quân tử rộng tình vô câu, muôn việc xảy bắt đầu sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, tập xong chỉ nhẫn niết bàn không xa đâu á anh em với đồng đạo. Tập xong chứng nhẫn là niết bàn không xa, tất nhiên là nhẫn được, tất nhiên là vô con thứ sáu liền, thấy không? Cái ông đó bá nhẫn luôn cô bác anh em với đồng đạo. Vậy là món treo cái bản bá nhẫn vậy đó, mà tới chừng đúng việc rồi nhẫn không nổi, thấy không? Bữa nọ coi như là ông treo bá nhẫn đặng cho tao biết ông nhẫn nhục nhiều trăm cái nhẫn. Ông đang gánh nước coi như là trên vai vậy, ngang đi dài. Tiền đất ơi, ở sa mạc mà trời đã nắng nữa mà trên vai coi như là có một cái gánh nước nữa. Vậy đó mà cái ông đó lợn hỏi ông ơi, ông hai cái chữ trước ngực của ông hay chữ gì á? Cái ông đặt cái gánh xuống đàng hoàng, ông trân trọng. Ông nói chú ơi chú, hai cái chữ trước ngực của tôi là chữ bá nhẫn đó chú. Tiền đất ơi, ông nói nghe tưng tắc, nghe nó nhẹ nhàng lắm cô bác anh em chừng đó. Cái ông kia nói vậy hả, chữ bá nhẫn hả ông? Tôi không biết. Cái nó thôi vậy tôi đi nghe ông, tôi đọc cho ông nghe rồi tôi đi. Mới gánh tôi như là trời, như là trời nắng chang chang, bắt đầu ông gánh đi được chừng trăm thước nữa, bắt đầu ông chạy theo. Ông ơi cái chữ gì ông? Bắt đầu lúc này ông hết muốn nhẫn nổi rồi, mới nói nãy rồi như là chữ bá nhẫn rồi. Bắt đầu trong khi đó ông kia cũng đặt cái gánh xuống. Ông hỏi cái gì ạ? Nói cái chữ ông nãy ông nói chữ gì mà tôi quên rồi. Hồi nãy tôi nói với ông là cái chữ hai chữ này là chữ bá nhẫn, ông gán nhớ dùm tôi một cái nha, ông đừng có quên dùm, tôi mệt quá trời mệt thôi. Tới chuyện trong khi nó rồi ông ơi tôi nhớ rồi, ông đừng có lo chuyện đó, hai chữ ông, hai chữ bá nhẫn tôi biết rồi. Vậy nó mà đi khoảng chừng 200 thước, trời nắng cỡ này nè, chạy theo nó, ông ơi qua chữ gì mà tôi quên rồi. Cấp này ông quá chừng thấu xung thiên rồi, ông không còn như là dằn lòng nổi nữa, ông dằn xuống cái thùng lòng cái sèn quay trở lại, hai cái chữ này chữ ông có nổi mày chứ chữ gì. Cấp này không còn chữ bá nhẫn nè, hai chữ mà chữ có nổi. Nhẫn ông nổi nữa các anh em trong đạo, một lần nhẫn đi được mà hai lần nhẫn chịu không nổi, ba lần nhẫn tất nhiên là trong khi đó không chịu nổi nữa. Cấp này là hết nhẫn nổi của bác anh em trong đạo. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta đó nghe là phải ráng nhẫn của bác anh em trong đạo, đó là trong một giáp ân cần si tính, muốn làm hiền ráng nhịn đừng than, có nghĩa là nhịn với cô bác anh em trong đạo. Vì vậy cho nên lúc nào cũng dặn lòng nên nhịn, nhịn thói đời, nhịn tánh muốn ham, nhịn thói quen theo lối tục phàm, nhịn cay đắng khi làm đạo đức, nhịn cho được lúc người chọc tức, nhịn những điều thử thách của đời, nhịn chừng nào khẩu nhịn mới thôi, lúc còn nhịn phải thời ráng nhịn cơ bác anh em dân đạo. Lúc còn nhịn phải thời ráng nhịn, nhịn càng mạnh nghiệp càng không dính, sức nhẫn nhiều sống định tâm nhiều, phải không? Vì vậy cho nên thôi giờ nói cùng với quý vị chút xíu này nó ngưng nghe, là bây giờ mình nhịn, bây giờ không có nhịn đâu xa chứ trời, nhịn trong nhà của mình thôi mấy con, nhịn trong nhà đó là đủ rồi, khổ cần nhịn đâu xa chứ trời. Bây giờ ở ngoài mình trong khi đó mình nhịn với có gì chứ nó dễ, mà nhịn trong gia đình mình có gì là nó khó của bác anh em trong đạo. Vợ của mình, chồng của mình đây nè, ở trong gia đình của mình nè, có gì đó mà nó khó nhịn, trần thân chi khổ nó mới chơi đó của bác anh em trong đạo, khó lắm. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta cũng như là phải cố gắng, phải cố gắng tu trong gia đình của mình, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác của bác anh em trong đạo, phải không? Đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác, tất nhiên là phu sướng phụ tỳ ha, phận sướng tỳ chồng vợ nhịn nhau, chứ còn phu sướng phụ tỳ bắt chồng quỳ vợ cứu là không im của bác anh em trong đạo, không có được. Cho nên bây giờ vợ chồng đồng lòng, tác bể đông cũng cạn, vợ chồng lãng quảng dũng cạn tác không xong, phu phụ đồng tâm thổ quá kim, vợ chồng đồng lòng đất kia cũng quá vàng, chồng nên vợ cũng nên luôn, vợ thành chồng cũng qua chuông thảm sầu, con đắc đạo cứu an cha mẹ, cha mẹ thành vì trẻ qua chuông, thiền to một chiếc sấm ra tất nhiên trở hết cả nhà xuống đi. Cô bác anh em trong đạo, đó là trong gia đình của mình tu hết, tu ngon lành hết, thì bây giờ trong khi đó là tu cầu gia đạo chuông tròn, chồng qua vợ thịnh, cháu con đạo hiền, chồng tu thì vợ cũng tu, cùng nhau tu được ao tù thoát ra, chồng tu mà vợ không tu cùng nhau cãi lộn
lưu bù không thôi với anh em Trần Đạo, cãi lộn hoài ghét, là trong khi đó làm sao tu được phải không? À, vì vậy cho nên bây giờ chúng ta nếu như mà tu được trong gia đình của mình, thể hiện hiện được cái điều đó, thì đó tất nhiên là trong gia đình chúng ta tu, thứ nhất là tu ở tại gia, thứ hai tu thị, thứ ba mới tu chùa. À, vì vậy cho nên chúng ta tu ngay trong gia đình của mình là cái điều kiện tiên quyết hết. Cô bác anh em Trần Đạo có một bạn gần tư nghe, ổng thấy trong gia đình coi như là nó bề bộn quá, cái ông bỏ lên trên non trên nó tu trên, ổng nó lên trên tu ngon, còn ở nhà tu không có ngon, tu nhà bị vợ con khảo đảo hoài, mệt mỏi với bà quá trời. Cho nên là cái câu đức thầy nói ta bà khổ, ta bà lắm khổ, lúc đó ổng đâu có biết đâu, mà tới chừng sau bắt đầu ổng hiểu ra, ổng nói thiệt tình chú Tư ơi, cái câu này đức thầy nói y gan được, không khi nào chật được, tôi hỏi chỗ nào. Ổng nói ta bà khổ, ta bà lắm khổ này, có ta nè khổ này, có bà nó mới khổ nè, không có ta, có ta mà không có bà sao có khổ, nhưng mà ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Tôi nói ông giải nghĩ đùi, cái câu này đâu phải giải vậy. Ông nói giải sao? Tôi nói ta bà là cái cổ này là cổ ta bà khổ. Ông nói chàng ơi, ông giải cái kiểu này là tôi nghe coi như là trong khi đó là không có gần gũi, mà tôi giải vậy mới gần gũi. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, ta tất nhiên là mình, mà bà tất nhiên là con vợ tôi. Cho nên có ta có bà nó mới khổ, còn có ta mà không có bà đâu có khổ. Không thưa bác anh em Trần Đạo, còn ông ở gần tôi đó nghe là ông bay mạnh, ông mới hỏi tôi đó, ông hỏi gì chơi nước ma ha tưới tắt lòng phàm. Cái tôi giải ma ha là đại đạo, ma ha là niệm Phật. Ông nói không, cái chỗ đó tưới tắt lòng phàm không có được. Tôi hỏi gì chứ bây giờ ông hỏi cái nghĩa của ông giải sao ông nói tôi nghe coi. Ông nói ma ha là nước tương đó chú ơi, không có gì chân trời là nước tương đó. Là ông bảy mạnh gần tôi á, ông bảy mạnh ông biết phải không, cái não cây bên bắt đầu nó nói ông kia ông giải còn là anh Tư giải, mà tôi thấy hai cái ông giải hai ông khác, mà tôi công nhận cái ông bảy mạnh này giải chúng nè, còn cái ông Tư này giải vậy mà nghe không có, không hiểu mình giải đại đạo là cái nghĩa gì, bắt đầu không hiểu, mà tới giờ ông kia nó ma ha là nước tương vậy đó, mà vậy đó mà ông kia không hiểu. Bác anh em Trần Đạo, à, như vậy thì bây giờ ở nơi đây đó, đồng đạo của chúng ta đó nghe, thì bây giờ trên con đường tu của mình đó, thì bây giờ gắng tu lần này đó nghe, quý vị mình đừng để cho ăn ủi nữa nghe. À, quý vị mình thấy mấy người mà quýnh số đó nghe, mà ăn ủi nghe, ít lâu lâu ăn ủi lần nghe, lâu lâu ăn ủi lần nghe, có ngày coi như là xe nó ủi luôn, ủi đất luôn, tại vì bán cho người ta lại nó ủi đất luôn, ăn ủi có ngày nó ủi luôn, phải không? Cho nên mình giờ đừng để cho an ủi nữa cô bác anh em Trần Đạo. Mình bị an ủi nhiều đời nhiều kiếp rồi, chứ không phải một kiếp này đâu phải không? Nhiều đời nhiều kiếp mình được an ủi, có duyên lành bây giờ chúng ta mới được làm người. Được làm người là mai muôn thọ cũng là do sự có duyên lành. Bây giờ nếu biết tu hành tất là sẽ được trở thành Phật tiên. Cho nên mình mới an ủi quá lâu đời rồi, bây giờ còn an ủi gì nữa bây giờ? Kiếp này nếu như chúng ta còn để an ủi nữa thì sao? Thì sao? Thì Đức Thầy cho chúng ta biết, nếu mãi mê mang mùi tục lỵ thì linh hồn chìm đắm chốn nơi hà. Lòng thầy chua xót ruột thầy đau, nghe được là yên tĩnh như nào. Kiếp này mà chúng ta không chịu tu còn ăn ủ nữa là kiếp này để bị nịch trầm, kiếp sau đổi chốn u thâm muôn đời, ra cho mạc, ra nơi cây cỏ, trong bùn lầy hoặc chỗ nhút nhơ, sống trong thế giới mù mờ, khổ sầu hơn tử bao giờ đã mang. Cho nên bây giờ nếu mà chúng ta không tu sau này bị đỏ, làm bùn, làm nước, làm cây đá trơ trọi giữa trời dạng kiếp thu của bác anh em Trần Đạo. Đó là điều kiện hôm nay tất yếu chúng tôi cùng muốn bàn cùng với quý vị qua cái tiêu đề đầu tiên là tự chọn chúng tôi là tu hành kịp lúc. Kịp vào trong thời kỳ này, nếu mà chúng ta không tu bỏ hút qua trong thời này là chúng ta khó gặp được thầy của bác anh em Trần Đạo. Rồi đồng đạo này hỏi thêm, tất nhiên là thấy nhân trần ngũ mãi ngũ hoài, đúng lý ra chúng tôi trình bày qua cái đề tài nghi vấn, nhưng mà hôm nay chúng tôi trình bày cùng quý vị coi như là qua cái chỗ ngủ thôi cô bác anh em Trần Đạo, phải không? Chỗ ngủ thôi. Vì vậy cho nên thôi giờ cố gắng thích cho cô bác anh em Trần Đạo, cho nên đức thầy mới bảo cho chúng ta đó là mau tỉnh ngộ, hay sớm tỉnh ngộ lên đường giải thoát, lánh xa trường đổ bát chớ chen chân. Còn chúng ta chấp tay nguyện sao? Cúi kính dâng hương trước của quyền cầu chân thân tổ chứng lần thiền, nay con tỉnh ngộ, phải không? Nay con tỉnh ngộ quy Phật, chỉ giống từ hiện tạo bất viên là mình nguyện dân Phật là mình tỉnh rồi, không còn mê nữa các bác anh em Trần Đạo. Vì vậy cho nên bây giờ nếu giai đoạn này chúng ta tỉnh và giác ngộ được như vậy thì bây giờ từ đây trở về sau không còn xa nữa các bác anh em Trần Đạo. Không còn xa nữa, mình còn như là chần chờ gì nữa giờ, phải không? Đó, như vậy là không còn xa. Tất nhiên Đức Thầy cho chúng ta biết đó là hạ quan nay đã hết đời,
nghĩa là không còn nữa. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Hiện tại bây giờ phải cần cố gắng nhập môn, cố gắng hành đạo, cố gắng làm sao cho chúng độc đắc quá. Anh em dân đạo, quý vị mình chịu không? Chúng độc đắc nghe, lần này là chúng độc đắc luôn chứ không còn lần nào nữa cô bác anh em dân đạo. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta cần phải tu sức học mà, tu đề học bất, tu dập vô minh, tu sinh tịnh độ, tu chỗ niết bàn, tu sang cực lạc cơ quát anh em dùng đạo. Tu chừng nào mà cuối cùng rồi chúng ta nhắm mắt thì bây giờ cuối cùng là được Đức Phật mà rước chúng ta được giảng sanh về giới cực lạc. Đó là mơ ước của Đức Thầy, ước trăm họ nhẹ mình có cánh đồng ba dê cực lạc một đàn nữa nhiều phải không? Vậy thì bây giờ ai vỗ tay đã nghe rồi sau này là phải có mặt ở trên cổ Phật mới được nghe. Còn người nào mà vỗ tay mà về Phật mà không có mặt nghe là phải mất đi kiếm nữa cô bác anh em dân đạo. Mất đi kiếm thiệt đó chứ không phải chơi đâu. Đại diện bây giờ đồng ý là gì cực lạc mà không? Mà bây giờ sau này không có là phải đi kiếm, kiếm cho có bằng được mới được cô bác anh em dân đạo. Vì vậy cho nên thôi bây giờ cái sở người tài hiền lương đến hội cũng kề với nhau là cố gắng chúng ta gắng tu theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy. Đó là ai tu được thì sao, ai mà làm được thì sao, cô bác anh em dân đạo. Nếu mà ai tu được, ai làm được thì sau này Đức Thầy cho chúng ta biết đó là không tu chừng khổ cũng ân, còn tu hành gặp cảnh vui bình tội thay. Cho một tràng pháo tay để quý vị và kính thưa với quý vị. Đến đây chúng tôi xin tạm dừng và xin kính chúc cho quý vị được vui khỏe, thân được mạnh khỏe, tâm được kinh an, trí tuệ luôn được mở mang và tu hành được luôn tinh tấn và cố gắng tinh tấn mãi trên con đường tu học của mình. Sống trên đời không gì bằng tinh tấn là trí tuệ của đời ta. Sống đưa lên cho kính sống ta bà, chỉ tinh tấn mới vượt qua khổ hại. Chúc quý vị tinh tấn mãi trên con đường tu học của mình để sau này Đức Tôn Sư trở lại tất cả chư quý vị mình sẽ có đầy đủ hành lành, đầy đủ phước duyên mà chúng ta được giảng sanh về thế giới cực lạc nẻo luân hồi, hết tiếp nối chuyển say về cực lạc. Đáp ơn thầy thỏa nguyện. Và đến đây xin hết. Nam mô A Di Đà Phật.